Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, lợi dụng thời điểm đường vắng, các xe chở vật liệu quá tải lại lưu thông rầm rộ qua cầu Nhật Tân hướng ra ngoại thành. Trong một buổi tuần tra, nhiều xe đã bị cảnh sát giao thông dừng kiểm tra khi vừa đi qua hết cầu. Sau khi buộc các xe vào cân tải trọng, kết quả 100% các xe đều vi phạm về chở quá tải. Đối với phiếu cân xe của anh Vũ Đức Phương nhé, thì xe của anh sẽ vượt tải trọng trên 150%. Qua việc này thì em cảm thấy là đã có cái lỗi của mình và được các anh tuyên truyền, thì sau lần này em sẽ rút kinh nghiệm và sẽ chở đúng tải trọng so với quy định của nhà nước. Không chỉ chở quá tải, có xe vi phạm cùng lúc nhiều lỗi như cơi nới thành thùng, che chắn sơ sài gây rơi vãi vật liệu ra đường. Đáng chú ý, đây là một tuyến đường đẹp nhất thủ đô nối với sân bay quốc tế Nội Bài, mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Nếu những vi phạm này không được ngăn chặn kịp thời, thì hạ tầng cầu đường sẽ sớm xuống cấp do xe quá tải là điều khó tránh khỏi. Xác định là cái kế hoạch tập trung xử lý cái vận tải này là một kế hoạch xuyên suốt, nên đội 15 sẽ tập trung xử lý, và những trường hợp xảy ra trên tuyến, trên địa bàn thì sẽ chỉ đạo để cán bộ chiến sĩ tập trung xử lý kiên quyết, triệt để. Thực hiện kế hoạch kiểm soát xe chở hàng quá khổ, quá tải, chỉ trong một tháng qua, đội cảnh sát giao thông số 15 đã xử lý trên 70 trường hợp vi phạm. Các tuyến đường qua cầu Thăng Long, Thanh Trì hay Nhật Tân từ lâu cũng là hành trình của các xe siêu trọng, cơi nới thành thùng từ các địa phương khác đi qua. Đặc biệt là các xe đầu kéo tự chế thùng container để chở cả 100 tấn vật liệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, cần được tiếp tục kiên quyết xử lý.